trên học đến khi nến tắt, thanh niên cọc ngang vì nến này nó lạ lắm. Cây phơ. Dạo gần đây trên vũ trụ Tap Tap xuất hiện chiếc trend có tên Gen Z rủ nhau học đến khi nến tắt, làm dân tình thi nhau hưởng ứng theo. Chỉ có điều học thì ít mà làm màu thì nhiều. Cái tên chiếc trend nghe sang mồm bao nhiêu thì thực tế lại trái ngược bấy nhiêu khi các cô các cậu rủ nhau học cho đến khi nến tắt. Thế nhưng khi vừa mở sách ra còn chưa kịp đọc lấy chữ nào thì đã cố tình quạt cho nến tắt để hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh đến nỗi làm ai xem xong đều phát lú vì có chung một câu hỏi rằng: ủa, rồi đã học dữ chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng chạy deadline đến khi nến tắt nha. Mới đây nhất, một thanh niên đã out trình chiếc trend này khi sử dụng phương châm học đến khi nến tắt. Tuy nhiên, chiếc nến của người này thì nó lạ lắm vì đã là một chiếc bếp ga mini. Cũng ngựa ngựa tìm cách làm cho lửa tắt để thôi học, nhưng có vẻ game này hơi khó, học đến nỗi muốn tắt thở, nhưng chỗ lửa kia thì vẫn chưa thấy nguôi ngoài đi một chút nào. Cộng đồng mạng khi xem được clip đều không nhịn được cười mà để lại những bình luận hết sức hài hước. Anh dài học vậy rồi mai mốt lại có trend. Hôm nay tôi sẽ học cho đến khi nhà hết cháy thì lại ối rồi ôi. Vẫy vẫy một hồi rồi cháy nguyên quyển sách thì lại bảo xui nha anh trai. Lỡ đu trend rồi thì phải đợi hết ga thôi chứ sao giờ. Coi bộ học kiểu này hơi tốn kém mà nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.